Vâng, thưa các bạn, một chiếc xe bán tải mà tôi có thể tự tin đi vào khách sạn 5 sao hay những hang văn phòng hạng A 5 sao, 5 sao cộng để tự tin ký gặp những đối tác, ký những hợp đồng. Một chiếc xe mà ngay sau khi tôi bước ra khỏi văn phòng hạng A hay khách sạn 5 sao, sắn tay áo lên, sắn quần lên và bỏ tất cả những thứ thuộc về hạng 5 sao bước ra ngoài. Vâng, thưa các bạn, ngay lập tức tôi có thể lên đường. Một chiếc xe bán tải có một cái không gian nội thất đẹp không thua kém gì những cái mẫu xe SUV tiền tỷ, và tôi có thể tự tin đưa bạn gái của tôi đi bất cứ nơi nào muốn. Khách sạn 5 sao, ok. Nhà hàng 5 sao, ok. Văn phòng, ok. Và nơi dừng dù cũng ok. Vâng, ngay trong chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Ford Ranger Raptor. Vâng, thưa các bạn, nếu như chiếc xe bán tải mơ ước của các bạn là Ranger thì đối với cả Ranger Raptor có lẽ nó là một món quà quá tuyệt vời thưa các bạn. Trong một cái lần tôi đã lái thử cái mẫu xe Ranger Raptor này ra mắt tại Úc rồi thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Nếu như đặt cùng với những chiếc Ranger Raptor, Ranger thường, Biturbo ngay đằng sau thì các bạn sẽ thấy đây là một người đàn anh thực sự. Bạn sẽ không phải chọn các gói độ ở bên ngoài của cái aftermarket nữa, mà đây là chính do Ford Performance trang bị. Nó được thiết kế một cách rất đồng bộ và rất đẹp. Và cái sự khác biệt rất lớn trên cái Raptor này, thưa các bạn, khung gầm nó hoàn toàn khác chiếc Ranger nha các bạn. Khung gầm, xin thưa với các bạn, nếu như tôi bóc gần phần thân vỏ ra thì bạn sẽ thấy những cái hộp thép và kết cấu về khung của nó khác hoàn toàn. Và điều đấy khiến cho cái xe này cao hơn, rộng hơn và đẹp hơn rất nhiều. Có lẽ không phải dùng tất cả những cái từ ngữ gì đó để miêu tả về cái lưới tản nhiệt màu đen logo Ford lớn, hay là cản dưới rất đẹp như thế này, rồi là tấm chắn gầm ở dưới. Những thứ đó các bạn có thể nhìn thấy được. Hay bộ đèn pha này thì các bạn có thể thấy được là nó cũng giống như mẫu Ranger thường. Nó vẫn là trang bị đấy thôi. Nó sẽ giữ lại những cái trang bị cơ bản của Ranger. Nhưng các bạn sẽ thấy một cái phong cách nó hoàn toàn khác. Bạn sẽ không phải ốp thêm những cái tấm ốp vòm rộng như thế này nữa. Bởi đơn giản Ford Performance đã có cho tất cả cho các bạn những cái chi tiết đẹp đến như vậy. Và giá bán của mẫu xe này thưa các bạn 1.198.000.000, so với bản Ranger Biturbo là 918.000.000. Vâng, có lẽ là chưa đến 300.000.000 với những cái trang bị như thế này. Phải tuyệt vời phải không ạ? Đèn pha, nhắc lại với các bạn là đèn pha này vẫn là đèn pha thông minh, nó tương tự như trên cái Ranger Biturbo, tự động bật sáng rồi điều chỉnh góc chiếu vân vân. Đó. Nhưng chưa hết các bạn nhé, tại sao mà tôi nói cái xe này ngay lập tức với cái dáng vẻ như vậy nó rất đẹp, thì ngay lập tức tôi có thể vứt phăng tất cả và lên đường. Các bạn hãy nhìn cái góc thoát của nó, ngay cả trên Ranger tiêu chuẩn Biturbo cũng không có tấm ốp bằng thép này đâu thưa các bạn. Nếu như bạn mua những chiếc xe đấy về, tôi nghĩ rằng chắc chắn nên lắp, nếu như bạn thường xuyên đi địa hình. Bởi vì tôi đã từng rồi đi trên một cái đường xấu, chạy nhanh đâm đùng và phát một cái cục đá rất to ở dưới, thì cái tấm chắn gầm này nó là cứu sinh cho chính cái nắp cà te máy ở dưới. Rồi. Góc thoát này là 32,5 độ, rất lớn. Và thưa các bạn, bộ lốp này cũng rất đáng tiền. BF Goodrich nhá, 285 là cỡ lốp to 258R70 nhá. Đó, và vành này đã được sơn đen. Về thiết kế thì tùy, có thể bạn yêu, có thể bạn thích, nhưng có thể bạn chưa thích. Nhưng mà lốp này đi các địa hình, bạn chạy đường phố cũng êm, đường như thế này cũng êm, đường đá cũng êm, đường bùn cũng êm. Nhưng nó êm, thưa các bạn. Các bạn hãy nhìn sang bên kia kìa, có một chiếc xe bán tải được độ. Đó. Có được lắp bit lock là cái bộ phận hãm lại cái phần bánh khi mà chạy của tốc độ cao ở trên đường xấu. Và phần ốp thì các bạn hãy nhìn xem, các bạn hãy so sánh xem bạn sẽ thích phần thiết kế của nào hơn. Về tổng thể, một chiếc xe được độ cũng mất nhiều trăm triệu như bên cạnh. Đó. Nhưng chưa hết nha các bạn. Một cái điểm cực kỳ hay trên cái dòng Raptor, các bạn sẽ phải nhìn xuống bên này. Hệ thống treo Ford Racing. Có lẽ là tôi không phải giới thiệu quá nhiều nữa. Nó là hàng hiệu rồi. Và toàn bộ càng này là càng nhôm. Rất nhẹ. Và thưa các bạn ơi, xin mời các bạn hãy. Thông thường đối với những chiếc xe bán tải thì mỗi khi mà quay để lấy voice, để lấy tiếng, thì tôi sẽ thường phải tắt máy đi. Nhưng với Raptor không cần các bạn. Động cơ 2.0 Biturbo 213 mã, 500 Newton mét cực đại.
không cần đâu. Và chiếc nắp này cũng rất nhẹ, nó bằng vật liệu nhẹ, bằng hợp kim nhôm gì đó, nó cũng tương tự giống F150 mà tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp lên để cho các bạn xem cái động cơ. Đó, rất nhẹ. Xe này đang đi hành trình cho nên hôm qua chui vào bãi than nên hơi bẩn, mong các bạn thông cảm. Rất êm nhá. Đấy, các bạn có thể nghe. Tôi ghé thẳng lại luôn, ghé thẳng lại luôn. So với 3.2 iTrack cũ thì công suất nó có tăng hơn một chút, mô men sáng toàn hơn 30, 470 là của bản cũ. Và ở phần bên hông này các bạn thấy chiều cao rõ ràng. Rất cao. Khoảng sáng gầm là 283, 285 gì đó, tôi sẽ phải check lại, nhưng khoảng đấy, 283 thì phải. Bậc lên xuống nó cũng khá giống với cái F150. Nó cũng được đục lỗ để giảm trọng lượng, hơn nữa khi mà đi vào nước thì nước nó sẽ lọt qua đây và nó tránh đẩy cái xe lên. Và thưa các bạn, tất nhiên là mẫu xe này theo Ford công bố là có khả năng lội nước lên tới 850mm. Đấy là có khả năng thôi các bạn. Tôi đã từng sang nhà máy Nissan tại bên Nhật, họ công bố rằng cái Navara, cái Terra có khả năng lội nước lên tới 800 gì đó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta lội nước đến như vậy? Nước sẽ vào khoang và thậm chí chết ECU, chết một số thứ. Không nên nha các bạn. Hạn hữu lắm, và thường thì lội xong thì chúng ta hãy nên đi kiểm tra xe, chứ không phải cứ công bố là 850 là mang 850 đi lội đâu. Phanh sau, phanh đĩa nha các bạn. Phanh đĩa các bạn có thể thấy phanh đĩa này. Lốp OT lên này. Đi các địa hình luôn. Treo sau, treo lò xo, Fox Racing luôn. Nói chung hệ thống treo này, hệ thống khung gầm này các bạn sẽ thấy rất rõ khi mà chúng ta chạy. Thiết kế cản sau vân vân. Nó có cái gì đấy nó rất liền mạch và nó rất đồng bộ. Nắp các bạn, cái nắp cốp sau này cũng vậy, cũng rất nhẹ. Cũng rất nhẹ các bạn, rất nhẹ. Như chiếc F150, nhưng mà đúng ra ở đây nó phải có một cái bộ phận lò xo hãm hoặc là một cái ti hãm nữa thì nó đỡ bị rơi ụt như này. Rất cao nha các bạn. Đấy, còn tuyệt vời gì. Ngồi này câu cá, làm gì đấy cũng được. Hãy hình dung phía trước mình là một cái thung lũng Grand Canyon chẳng hạn, hay là biển Baltic, hoặc là biển ở vùng biển Ninh Thuận hay cái gì đó. Bây giờ thì các bạn hãy vào xem thiết kế của phần nội thất nhé. Vâng, Ford Performance đã tạo nên một cái vẻ đẹp riêng cho Raptor, mà bản chất từ Raptor được lấy cảm hứng từ cái giải đua Baja, thưa các bạn. Giải đua đấy là giải đua chúng ta chạy ở một tốc độ siêu nhanh với những chiếc xe được độ khung gầm thân vỏ, khung chống lật rồi, nó là thực sự nó là một con quỷ. Thì tất cả được tối ưu về cái bản thương mại cho Ford này, Ford Raptor này. Và các bạn hãy xem toàn bộ phần thiết kế, nó sẽ không khác Ford Ranger Biturbo đó, từ cái dàn tablo này, chỉ may trên Ranger Biturbo là chỉ màu cam, còn trên Raptor sẽ là chỉ màu xanh. Màn hình thì cũng vậy, màn hình 8 inch ạ. Và có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, rồi là Sync 3, ra lệnh bằng giọng nói, vân vân. Với Ford thì những cái công nghệ như vậy thì xin thưa với các bạn đầy đủ luôn. Từ khi khai sinh ra cái kỷ nguyên One Ford thì những cái công nghệ trên xe Ford luôn là vân vân. Các bạn hãy nhìn xem chiếc vô lăng này, về thiết kế nó sẽ không khác, nó sẽ không khác so với cả Ranger, nhưng nó sẽ có một cái điểm, nó sẽ một cái điểm cái vòng chỉ đây, trên tất cả những chiếc xe đua đều có những cái điểm như thế này. Và phía sau vô lăng các bạn sẽ thấy được là một chiếc xe để chạy rally được thì sẽ có những cái gen như sau: đôi lẫy chuyển số để chạy số bằng tay ạ. Đây, tôi có thể gảy đá như gảy đàn luôn. Số này thì quá gảy đàn luôn. Rồi, và màn hình phía sau vô lăng nó cũng sẽ khác. Thưa bạn, màn hình phía sau vô lăng đó, bạn sẽ thấy được là chiếc màn hình vòng tua được ưu ái ở một cái vị trí to hơn. Ở trên cái Ranger Biturbo thì cái đồng hồ vòng tua máy nó bé xíu à. Đấy, bạn có thể thấy cái độ nhạy chân ga nó cũng sẽ khác. Đó,
Và trong phần vận hành tôi sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết về cái khả năng phản ứng của cái động cơ này. Nó sẽ về mặt thông số, về mặt form thì là cùng là 2.0 biturbo, nhưng cái hoạt động của nó hoàn toàn khác khi phối hợp với hệ thống hộp số 10 cấp cũng như cái hệ dẫn động. Họ đã điều khiển một cách hoàn toàn khác. Và chính điều đó nó sẽ mang lại những cái giá trị riêng khi vận hành cho Ranger Raptor. Vị trí ghế lái cũng là một sự khác biệt khi mà ghế lái cao hơn, ngồi ôm hơn. Bởi vì các bạn phải hình dung là khi mà tôi chạy hàng trăm km trên giờ trên những cái con đường mà tôi có thể bay như này, thì chiếc ghế nó phải ôm tôi hơn, hoặc là cua hoặc là lắc thì nó phải đỡ người tôi hơn. Và chiếc ghế lái này sẽ được điều chỉnh 8 hướng. Ghế bên phụ này điều chỉnh bằng cơm. Những chiếc xe mà hướng tới chạy địa hình thì họ không quá thiên về những cái trang bị quá cao siêu. Chính vì vậy trên cái mẫu xe này cũng sẽ không có Adaptive Cruise Control hay Lane Keeping. Đó. Bởi vì tôi là người thích lái xe thì những cái gì tự động quá đôi khi tôi không cần. Nhưng mà nó sẽ có Cruise Control bình thường. Có thể tăng giảm ở đây. Có lim. Đó, trên này. Những cái chức năng này thì nó sẽ giúp khi mà tôi đi lái xe trên đường cao tốc ấy, thì nó dễ hơn. Còn cái kiểu chạy bám đuôi theo nhiều khi mình cũng không thích lắm. Và thưa các bạn, toàn bộ cái phần thiết kế ở dưới này thì nó sẽ không khác gì những chiếc xe Ranger cả. Kết nối USB 2.0, điều hòa hai vùng độc lập, có chế độ auto, rồi giao diện đồ họa rất đẹp. Và ở dưới bên này sẽ có hỗ trợ đổ dốc này, khóa bi xay sau này, giảm bớt, tắt bớt, hệ thống chống trượt này, nút gài 2H này, một cầu nhanh, hai cầu nhanh, hai cầu chậm này. Và cần số không khác gì cả. Cần số không khác gì Ranger biturbo. Đây các vị trí để chai nước ở đây, đây ạ. Rồi. Chiếc phanh tay thì không khác gì chiếc xe du lịch nha các bạn. Thậm chí nó còn đẹp hơn một số mẫu xe du lịch luôn. Đó. Và để mình xem cái hộp này nó có chức năng làm lạnh không nhá. Đây. Có. Cái này nó chế một cái lỗ thông ở đây. Có, nếu mà mình gạt ở cái bên này sang. Đấy, diện tích thì cũng khá là rộng. Cái thể tích của nó cũng khá là rộng. Và các bạn hãy đưa mắt sang bên này ạ. Đây. Đây mới là thứ mà tôi thích. Đọc thấy chữ này thôi, với tôi là người thích đi những cái dòng xe bán tải, thì thực sự đó là giấc mơ. Các bạn hãy subscribe kênh, hãy rung chuông nhiều giúp mình nhá. Để biết đâu giấc mơ của tôi và giấc mơ của bạn một ngày nào đó sẽ đến rất nhanh. Các bạn hãy xin mời qua bên này ạ. Sẽ thấy được cái vị trí để các cái chai nước. Đây các bạn sẽ thấy này, cái cánh cửa xe của các dòng xe Ford thường sẽ rất dày. Và Raptor cũng vậy, và nó sẽ có cái thanh bảo vệ. Thanh cứng nó bảo vệ bên này, nếu mà có va chạm hông thì nó đỡ tác động vào cái người lái. Cái va chạm hông rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bên trước thì còn có cái phần máy, phần đầu có phần máy, phần sau phần đuôi, nhưng va chạm hông thì nó có mỗi cái này thôi. Và ở đây thì mình có thể để được mấy chai nước, 1, 2, nhét được 3 chai gì đấy. Ở đây thì chúng ta có thể để được những cái vật mà nó dẹt hơn. Và hệ thống đèn pha tự động thì chúng ta có thể điều chỉnh ở đây ạ. Đấy. Đấy. Và điều chỉnh gương vân vân thì nó lại nằm trên này. Thực ra cái này thì thực sự là trên cái bản Raptor này mình thích cái bản đạp phanh nó phải to hơn một chút nữa. Đây các bạn, bản đạp này nó vẫn hơi bé. Mình thấy nó phải to hơn. Rồi bây giờ trên tất cả những mẫu xe bán tải thì chúng ta thường hay hỏi với nhau rằng là cái độ ngả của hàng ghế sau như thế nào, thì ngay bây giờ mình sẽ bước vào xe và sẽ ngồi thử cho các bạn. Rồi. Ui, nghe tiếng đóng cửa nó đã khác rồi đây ạ. Không gian thì ngồi khá thoáng bởi vì cái vệt bánh xe Raptor nó to hơn. Cái chiều cao của cái khoảng trống của đầu xe này cũng có vẻ như là cao hơn. Rồi. Nhưng mà về cái độ ngửa của ghế này thì mình nghĩ rằng nó cũng tương đối giống như Ranger mà thôi. Thực ra mình nghĩ rằng là nó sẽ phải ngửa hơn nữa. Nó kiểu như thiết kế J-Line của Triton ấy. Nhưng mà về tiện ích thì mình thích nhá. Tiện ích thì mình thích này. Ví dụ như cái ổ cắm đầu ra 230V này là cực thích luôn. Anh em đi làm chương trình rồi vân vân, sạc thiết bị liên tục
hoặc là có nhu cầu giải quyết công việc mà lúc đó điện thoại, máy tính, máy quay rồi hết pin gì đấy thì cái này nó là cứu cánh luôn. Trên xe mình thì mình phải lắp một cái nguồn chuyển đổi. Điều đấy nó cũng sẽ không đồng bộ và thực sự tạo cái cảm giác nó không tin tưởng lắm. Nhưng mà nếu đồng bộ hóa nó thì tốt hơn. Đây các bạn sẽ thấy được là cái bệ tỉ tai nó cũng tương tự như cái Ranger thôi. Nhìn chung là trên cái Raptor này các bạn sẽ thấy được nó có 4 yếu tố. Thứ nhất là về style nó đẹp hơn, về thiết kế nó đẹp hơn. Cái thứ hai về hệ thống khung gầm, cái thứ ba hệ thống treo. Cái thứ tư là động cơ biturbo. Đó là 4 cái giá trị lớn nhất tạo nên thương hiệu Raptor. Và thưa các bạn, mỗi chiếc xe bao giờ cũng vậy. Tôi đã có hộp số 10 cấp, tôi đã có động cơ biturbo thì đương nhiên những cái vấn đề điều khiển nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Ví dụ như nó sẽ cần nhiều cái van thủy lực trên cái hộp số 10 cấp để điều khiển toàn bộ cái hệ thống bánh răng hành tinh của nó, thì đương nhiên nó sẽ phải phức tạp hơn. Vậy nếu như bạn là người sử dụng cái dòng xe này trong một quãng thời gian dài, xin vui lòng hãy comment bên dưới clip sau 1, 2, 3, 4 năm nó như thế nào. Xin vui lòng hãy comment bên dưới clip, chia sẻ cho chúng tôi, chia sẻ cho cộng đồng của chúng ta để chúng ta nắm được những thông tin. Xin cảm ơn.